chị Ngọc cho hai bé, mỗi bé một miếng à? Hôm nay cân bằng thế nhỉ? Không đứa nào gấp với đứa nào à? Mỗi em một miếng giò à? Không đứa nào ăn chanh của bữa nào. Có vani ở đây thì thôi rồi nhờ, có vani ở đây đừng hòng nhé, đừng hòng có cái chuyện mà được công bằng thế này nha. Với chị Ngọc chia đều, chị Ngọc chia để cho các em không thể giành được nhỉ? Mỗi đứa một góc. Ôi dồi ôi, con béo nó ăn hết rồi nè chị Ngọc này. Ê, nó lại đang nhìn kìa, nó đã đang quay ra, nó xin của caramel, sô-cô-la. Hả? Chị Ngọc cũng quyết định cho em xin miếng nữa không? Chị ơi, em xin miếng. Chị ơi, cho em xin miếng nào. Ôi trời ơi. Sô-cô-la, thế cho em caramel một miếng nữa con. Thương không? Chị thấy em đáng yêu không? Caramel, đây đây con ơi, caramel chị cho này con. Ôi dồi ôi, cả miếng to gặm thế kia làm sao nhai được con. Con cứ nhai từng miếng một không sợ. Ăn đi, có mỗi hai đứa thôi, có đứa nào đâu, làm gì có vani ở đây mà sợ. Vani về bên bà rồi. Vani với cả sữa sữa đi về bên bà rồi. Đấy, hai đứa ở đây được ăn uống thoải mái nhá, không có ai không lo có vani nhá. Mà cũng không có lo sữa sữa nha. Gớm, chị sữa sữa thì cũng gớm lắm. Sữa sữa là phải dành đầu tiên. Đó. Úi dồi, loạn nhịp. Là làm rơi này, làm rơi. Đây này, đứa nào làm rơi đây. Úi dồi ơi. Làm rơi hết cả da thế này á. Hả? Đây. Úi dồi ơi. Đây. Rồi. Rồi đứa nào? Đây. Cái này có thấy không? Đây có phải đâu, không phải. Đây. Con làm rơi đây này. Úi giời, lại còn kéo. Giữ tay mẹ. Đây con. Đây này. Giữ tay thôi được rồi. Thôi thế thôi nhá. Rồi, dừng.